Bà Thái sở hữu 3 căn hộ cao cấp cho thuê, nhưng 3 tháng trở lại đây gần như nhà bỏ trống. Bà cho biết cũng có gần chục lượt khách đến xem nhưng rồi bỏ đi, dù giá thuê đã giảm 5 đến 10% so với trước. Mình có giảm một chút và cái điều kiện đòi hỏi của mình cũng phải thay đổi. Trước là mình kén như vậy, giờ thôi thì tặc lưỡi cho xong. Theo nghiên cứu của CBRE Việt Nam, giai đoạn 2018-2020, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 40.000 căn hộ được bàn giao, trong đó có hơn một nửa thuộc phân khúc cao cấp. Lợi nhuận cho thuê cũng có xu hướng giảm, giảm gần 1 đến 2% so với năm 2017. Cụ thể tại quận 2, khu vực có tỷ suất lợi nhuận cho thuê cao nhất thị trường cũng đã ghi nhận mức giảm từ 7,5% xuống còn khoảng 6,5 đến 6,7% một năm. Tại quận Bình Thạnh, từ mức 6,8% hiện sụt giảm khá mạnh chỉ còn 5,5%. Trong năm 2019-2020, thị trường dự kiến sẽ đón nhận số lượng cung hàng nhiều hơn. Hàng loạt dự án trì hoãn năm nay sẽ mở bán qua 2019, khiến cho nguồn cung bùng nổ và khó tránh khỏi ảnh hưởng lớn đến hiệu suất đầu tư của kênh này. Còn công ty nghiên cứu thị trường Savo Việt Nam cho biết, dù đang có xu hướng giảm, nhưng phần lớn lợi tức cho thuê nhà ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì ở mức cao nếu so sánh với các quốc gia ở trong khu vực thời gian qua. Và để giữ được sức hấp dẫn này, chỉ còn trông đợi vào sự cân bằng cung cầu trở lại của thị trường. Hiện tại, lợi nhuận cho thuê đang thực sự có xu hướng dịu lại là do nguồn cung dự án dùng cho mục tiêu cho thuê đang ngày càng tăng và cần tìm nguồn khách thuê. Và tình hình này sẽ kéo dài một thời gian cho đến khi thị trường đạt được sự cân bằng về cung cầu. Và ở một nghiên cứu khác của CBRE thì xu hướng người mua nhà để ở giảm dần trong những năm qua, thay vào đó là mua nhà để đầu tư. Ví dụ như trong năm 2018, ở phân khúc thị trường cao cấp thì có đến 60-70% người mua nhà là để đầu tư. Và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng sinh lời của thị trường nhà cho thuê. Và về lâu dài thì cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sức tiêu thụ của thị trường nhà ở.